Thứ sự các pháp hữu vi đều vô thường là một sự thật. Vậy sự thật về việc các pháp hữu vi là vô thường là thường hay vô thường? À, sự thật này mãi mãi đúng hay bản thân chính nó cũng sẽ thay đổi. Đầu tiên quý vị phải hiểu các pháp hữu vi là cái gì. Pháp hữu vi tức là các cái pháp mà có điều kiện do duyên mà có phải hiểu cái chuyện đó chứ bất kỳ một pháp gì mà nó có điều kiện do duyên mà có thì nó đều vô thực ừ. à, như vậy đó cái sự thật về cái pháp này nó có hai loại một loại là cái uh, điều kiện có điều kiện tức là gì nhờ có Đức Phật mà chúng ta mới biết được sự thật này tức là chúng ta biết cái sự thật này nhờ vào Đức Phật Ngài đã thuyết giảng chánh pháp chúng ta mới biết thì khi Đức Phật không có ở thế gian chúng sanh sẽ không biết thì cái sự nhận thức đó hmm, cái sự nhận thức về sự thật đó là có điều kiện và nó chắc chắn nó phải vô thường bởi vì sẽ đến một thời gian của giai đoạn nào đó không còn chúng sanh biết về sự thật này không còn chúng sanh ý thức được về cái sự thật này nữa. ừ thành ra nó là vô thường còn cái bản chất cái bản chất của cái sự thật đó thì dù cho đức phật có ra đời hay không ra đời nó vẫn tồn tại cái bản chất của nó dù cho chúng sanh có biết đến hay không biết đến thì nó vẫn tồn tại thì cái bản chất đó đó nó không phải do duyên nó không phải là pháp tục đế nó là pháp chân đế thành ra nó có ba uh, cái gọi là ba cái bản chất là vô thường khổ và vô ngã thì nó thuộc về cái chân đế chứ nó không phải là tục đế Để phân biệt được ha phân biệt hai cái đó